Xin chào anh em, các bác các chú đã đến với kênh youtube của em si Đồng Hồ ở Trong video ngày hôm nay thì em có về ở trên đây là một nô hàng của cái phiên bản Oren Bản này là bản SK mặt nửa các bác nhé bản thủy quân lục chiến này rất là đẹp, bản này là bản tái bản 2019 Và mức giá ngày hôm nay em gửi tới cho các bác mức giá rất là hời và rất là tốt luôn Nếu như các bác mua chiếc này tại thời điểm những thời điểm trước thì các bác sẽ rơi vào khoảng độ tầm gần 6 triệu Khá là cao để sở hữu được một em SK mặt nửa Đấy, bản này bản tái bản 2019 Nhưng mà đến với MG ngày hôm nay thì MG sẽ gửi tới cho các bác một mức giá nó tốt hơn Và nó êm hơn rất là nhiều Với cái mã ngày hôm nay thì em đang về ở trên đây là 15 chiếc Hiện tại thì em đang có 15 chiếc ở trên đây Để cho các bác xem và tham khảo ở đây Thì em, Oren uh, SK thì em về rất là nhiều Và đây các bác xem này Oren SK và hàng nhật nội địa Các bác nhá, hàng nhật nội địa à, Đợt trước thì nếu như mà các bác mua, mua phải những cái phiên bản Oren SK này này hàng nhật nội địa thì rất là ít và các bác đa số là mua phải những cái phiên bản đó là hàng quốc tế thôi mà giá của nó cũng rất là cao rồi đó nhưng mà đến với mg thì các bác có một thứ nhất là phiên bản nhật xịn này sản xuất và ráp tại nhật và thứ hai là cỗ máy được cao và thứ ba là mức giá nó rất là ổn định và rất là thấp à, hiện tại thì mg để cho các bác mức giá với cái phiên bản orange sk mặt nửa ngày hôm nay em mới về một nô thì em để cho các bác mức giá là 4 triệu tám trăm nghìn đó bốn triệu tám trăm nghìn là giá này là bao gồm cả bảo hành đó bảo hành và bao ship cho các bác và hàng ở trên đây thì không phải là mỗi mỗi đồng hồ ngoài không đâu nhé Thì em ở đây em còn cả hộp này, sổ này Sổ của Oren còn đầy đủ đây đó, Em sẽ khi mà đóng hàng đi cho các bác thì em sẽ phải bỏ vào sổ Bỏ vào hộp đầy đủ cho các bác luôn Đó, hộp thì rất là chắc chắn đây đó, mức giá ngày hôm nay em gửi tới cho các bác chỉ có 4 triệu 800 nghìn thôi Nó rất là rẻ so với đợt trước rồi Nếu như đợt trước các bác mua thì nó sẽ rơi vào khoảng độ tầm 6 triệu Đó, 5 triệu rưỡi đến 6 triệu một chiếc SK mặt nửa rất là cao Đấy, hoặc là ngày xưa thì các bác phải bỏ ra một cái số tiền quy đổi ra vàng cơ thì mới đổi được một con SK mặt nửa này khá là cao đấy. Nha, đợt này thì em order về được giá tốt nên là cái mức giá ngày hôm nay gửi tới cho các bác cũng rất là tốt đây. Đấy em sẽ cầm một chiếc lên và sẽ review qua cho các bác về cái chiếc này. Bản này là bản tái bản 2019 các bác nhá, có dạ quang, có dạ quang có 22 chân kính này. 21.600 tờ số dao động và chỉ có tối đa là 40 giờ cho các bác à, Với cái phiên bản cũ thì chúng ta chỉ có là 21 chân kính thôi các bác nhé Cỗ máy đời cũ thì, thì nó sẽ không được bền bằng cái cỗ máy đời cao này Đó, cỗ máy đời cao thì chúng ta sẽ có sử dụng ở đây là cỗ máy F692 Đó, cỗ máy F6 của Oren à, Đợt trước thì chúng ta sẽ có những cái cỗ máy nó đời thấp hơn và cái phần máy này nó rất là rời các bác ạ Phần của Oren này này cái con Orange SK mặt nửa ngày xưa thì nó rời lắm nó khoảng độ tầm hai phân cơ rất là rời bởi vì là cái cỗ máy là nó đời thấp nên là nó, nó phải được trang bị là rất là nhiều những cái linh kiện bên trong từ đấy thì cái thứ nhất là vì cái cách thức hoạt động thì nó không được bền và thứ hai là về những cái thiết kế chi tiết thì ngày xưa chúng ta sẽ có ba cái núm chỉnh ở cái phần góc bên cạnh phải của đồng hồ nhưng mà bây giờ cái cỗ máy nó đời cao rồi nó, nó bền hơn và hãng thì họ đã Uh, sản xuất lại và nó đã lắp ráp lại thì bây giờ cái núm chỉnh này chúng ta chỉ còn hai núm chỉnh này thứ nhất là cái núm chỉnh ở góc hướng 4 giờ chúng ta sẽ có là xoay được cái viền benzen này tính giờ lại đây và núm chỉnh ở góc hướng 3 giờ chúng ta sẽ có chỉnh ôn địch ngày này uh, có chức năng nên dây có tai này địch ngày địch thứ này cho các bác kim thì sẽ là kim uh, bộ kim uh, uh, được vút nhọn ở cái phần đầu có dạng quang cho các bác và dây được sử dụng ở trên chiếc này đó là dây thép đúc à, xin lỗi các bác là dây thép ná nhẹ bền dẻo dai đây các bác nhé, dây thép ná đây. đeo lên tay thì các bác các chú thì như bên em cái chiếc này thì thứ nhất là những anh mà mua về tặng bố hoặc là tặng người thân trong gia đình hoặc là các bác các chú là sưu tầm là chính. Đó bản này là bản mặt hồng SK mặt nửa. À, về mức giá thì em vẫn bao cho các bác là mức giá là tốt nhất thị trường là 4 triệu 800 nghìn là bảo hành cho các bác 1 năm và hậu mãi 5 năm nhé đó, 10 năm trước ngày hôm nay em gửi tới cho các bác về mức giá rất là hời và rất là tốt Mặc dù là cái mức giá tại thị trường Nhật thì nó đã tăng lên rồi Nên là về cái mức giá bây giờ thì, thì em vẫn giữ cho các bác mức giá ổn định nhất ở ngoài thị trường đây Đó, Đến với MG thì các bác thứ nhất là có một cái phiên bản hàng Nhật xịn này, mức giá tốt này Và đảm bảo cho các bác là trách hãng thoải mái toàn quốc cho em Đấy, phiên bản Nhật nội địa luôn để mà bỏ ra một cái số tiền chỉ có hơn 4 triệu một tí chúng ta sử dụng một cái phiên bản nhật nội địa thì nó đợt trước thì rất là hiếm rất là khó mà đa số là toàn bản quốc tế thôi Đó, nhưng mà em suy ngày hôm nay gửi tới cho các bác một phiên bản rất là đẹp đấy oren mặt hồng cánh sen Đó. có đầy đủ cho các bác về những cái hộp sổ thẻ luôn và mức giá là 4 triệu 8 các bác nhé và bác nào quan tâm đến chiếc này thì liên hệ qua cho em Duy qua hotline là 0347 808 219 để có thể liên hệ đặt hàng với những cái chiếc Oreneca này các bác nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác ở những video tiếp theo.